Xin chào bà con đã quay lại với kênh Trại Dế Hồng Phước à. Thì hôm nay lấy cái khay trứng dế ra thì đây là cái khay đầu ha bà con. Thì tôi để là tôi nuôi. Thì để tôi cho bà con xem cái lượng trứng dế ha. Thì khay này mới lấy ra thì dế nó đẻ rất là nhiều ha bà con. Nó đẻ lên trên mặt luôn. Đó thì cái đó bà con thấy à. Bà con nhìn nè, trứng dế rất là nhiều. Đây là khay trứng đầu ha bà con, thì tôi không có gửi cho bà con được ha, thì tôi để lại nuôi nha. Thì nói chung thì nó nở rất là đều ha bà con, thì nhưng mà thôi, để cái khay trứng đầu tiên á, là những khay trứng đầu á, thì ví dụ như bà con mới chăn nuôi á, biết ấp không biết ấp thì có thể ấp nó nở chất lượng không cao, thì lúc đó quay sang trách tôi nữa. Thì cái trứng thì cực kỳ nhiều ha bà con. Đó bà con nhìn thấy không, trứng này là dư cái lượng trứng nhiều lắm ha bà con. Nuôi cái này mà một lồng có thể nuôi một khay luôn á. Còn sâu ở dưới nữa ha bà con, rất là nhiều. Đó, một lồng có thể nuôi một khay luôn á. Khay này nếu mà đối với mắt thường của tôi ước lượng á, thì một khay này, một khay trứng này có thể là đạt hơn cả 15 kg á. Chứ không phải là 10 đến 15 kg đâu, hơn cả 15 kg á. Rất là nhiều trứng. Để kiểm tra phía bên này thì nó đều cái khay hết luôn ha bà con. Đó. Thì những cái khay trứng đầu này thì tôi để lại tôi nuôi. Đó. Để tại trại nuôi. Thì cái gì tôi làm ra được cái tốt thì tôi gửi cho bà con, còn cái nào mà dạt thì tôi để lại tôi nuôi thôi bà con. Đó. Tại vì mình quá trình mình chăn nuôi mà thì mình nuôi mà trứng sao cũng được hết. Đó. Trứng như thế nào mình nuôi cũng được hết trơn á. Trứng đẹp, trứng xấu, nở ít, nở nhiều gì nuôi cũng được hết. Còn làm mà để cung cấp mà bán cho bà con á thì cái trứng phải đảm bảo cái chất lượng cao. Đó, đảm bảo cái số lượng và cái chất lượng nha bà con. Chứ không phải là cái khay trứng nào cũng gửi cho bà con hết thì không phải. Đó. Những cái khay trứng đầu này thì đúng là nó nhiều thật, nhưng mà do là trứng đầu một số bà con khó tính thì sẽ không chấp nhận đâu, thì thôi quyết định mình để là mình nuôi hết chứ mình không có bán hay bà con. Thì cái clip này chia sẻ cho nó vui cho bà con xem vậy thôi chứ cũng không nhằm mục đích gì. Thì đó, thì mình cũng qua clip mình cũng khẳng định là trại giống mình thì chất lượng và uy tín ha bà con. Thì mục đích của tôi mà tôi bán trứng á, không phải là tôi chiên để cung cấp trứng đâu bà con. Tôi nuôi dế ở đây là tôi chiên cung cấp cho thị trường tại địa phương của tôi. Đó, còn trứng này á, cái sản lượng này ví dụ như tôi nuôi 5 ngày mới một lồng thì dế tôi đẻ 5-7 ngày đó, thì tôi dư ra cái lượng trứng và tôi làm trứng chất lượng tôi gửi đến bà con để nhằm cung cấp cho bà con cái trứng chất lượng tốt nhất và tránh gặp phải những cái người mà không tốt để cung cấp cái trứng lỗi cho bà con. Đó. Thì tôi bán thì với giá rẻ thôi bà con. Giá trần trước giờ thì tôi khẳng định chạy tôi là trứng dế không vượt quá 200 ngàn. Thì đến giai đoạn này thì tôi vẫn duy trì được cái trứng dế là tôi bán ra với cái giá là 150 ngàn ha bà con. Với cái khay trứng dế từ 8 tới 10 kg. Đó. Khay trứng dế của tôi thì từ 8 tới 10 kg thì tôi bán ra 150 ngàn. Thì cung cấp trên toàn quốc hay bà con. Thì bà con nào cần cái trứng dế mà để nuôi chất lượng á, thì
tôi đảm bảo với bà con là cái trứng dế chất lượng để gửi đến bà con. Thì bà con liên hệ số điện thoại thì tôi gửi để bên phần dưới mô tả hay bà con. Thì bà con click ở dưới bên phải có cái mũi tên xuống á, thì cho phần mô tả thì sẽ có số điện thoại. Tôi để 3 số điện thoại cho bà con đó, để bà con liên hệ đó. Thì cũng chúc bà con thành công và mong bà con gặp nhiều cái may mắn trong quá trình chăn nuôi ha bà con. Chào bà con.